ตอนแหละฮู้ฮู้ว้าวเด้อว้าวสักหน่อยว้าวสักหน่อยไปเลยฮัลโหลกายเฮ้เย้ว้าวว้าวอะไรก็มีรู้ใจลําไหนครับบ้างเอ้ยว้าวเฮ้ซีกูนะกองกระสงนะกองกระเหงานะกองโดนะกองโดดเล้งนะกระเฮวนะว้าวอยู่ตรงไหนครับบ้างฮี่ฮ่าพวกมันนะบิ๊กเยอะแล้วครับบ้างเอ้ยมันจะเลยนะมันจะดีเยชินนะไงครับบ้างเอ้ยเฮ้ฮี่ไปจะเลยนะโอ้ง้อนะเอีสามง้อนบาง้อนนะว้าวเริ่มโตแล้วครับอืมง้อนง้อนสามง้อนนะสามง้อนbảy món nè, à, tám món nè, hì, hì, chín món còn cái sáu nữa bạn, wow, hì, giờ mình sẽ đi nữa nó nghe các bạn ơi, hì, wow, thì có xuống nước rồi bạn, hì, xuống nước đây mình sẽ lấy nước ra lại nha các bạn ơi, tấm cát nè.Giờ các bạn yeah lấy ra nha thì lấy nó ra nè các bạn wow nhiều đồ chơi các bạn ơi mình đi giờ để mình gỡ nó nha các bạn ừ hú y đây nè hú hú y ha ha đây các bạn bây giờ các bạn ơi sẽ tắm cát nữa các bạn hu hu ê nó lại nha các bạn nha wow wow tôm to lắm bạn hu hu bỏ vô nước wow sạch nữa bạnWow, sạch rồi nè bạn ơi. Hi hi, đây con tôm nha các bạn. Wow, sạch đấy bạn. Đây con tôm nè bạn ơi. Hu hu. Hi, thì bỏ vào đó là nha. Một món nè. Nè, tiếp theo là món nào đây? Cái này con này đi. Nổi rồi bạn. Màu xanh nè bạn.Wow, con gì đây? Wow, đây con còn cái con hải cẩu các bạn. Wow, sạch các bạn. Hai món nha. Ê, tiếp tục nào. Cái món này món gì đây?Con cá sấu rồi ơi. Wow. Yeah. Cá sấu màu trắng rồi bạn. Đẹp quá. Sạch các bạn ơi. Wow. Cá sấu nè, màu trắng nha bạn, sạch lắm nè. Bỏ lại. Còn con gì nữa đây? Bỏ vào nước. Cho nó bơicong rùa các bạn ơi, rùa màu xanh này, wow, wow, rùa màu xanh nha các bạn, đẹp lắm nè, hú hú, wow, tiếp theo là con gì đây, wow, con gì đây bạn, con cua các bạn ơi, bỏ nó vào.Wow, ghẹ nữa bạn, đẹp quá. Cua,
เอ้สับตั้งแล้วอะว้าวว้าวเริ่มสับแล้วนะครับฮู้ฮู้ว้าวหนุ่มแย่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35ว้าวสับตัวนะบ้านดูมันสั้นมันก็แดบลับเหนื่อยยืดหน่อยแรงนะบ้านสับตัวนะบ้านต้องดูแง่ก็บ่งบ่งนะบ้านบ่งบ่งนะบ้านทิพย์เทวนาวนี่ละกองอยู่ไหนของเหี้ยมาของนะบ้านเลยmàu hồng nữa bạn, wow, con cá ngựa các bạn ơi, hết rồi bị lủng rồi bạn, con cá ngựa nha, wow, cá ngựa màu hồng nha bạn, dễ thương quá, tiếp theo nào, con này là con gì các bạn, mình biết nó con gì các bạn ơi.con mực màu xanh các bạn ơi, wow, con mực màu xanh này, wow, sạch rồi các bạn, mực màu xanh nha bạn, wow, cá kè lắm rồi các bạn, cá dưới này giờ nữa bạn ơi, tiếp tục nào, đi con này con gì đây bạn, gì to quá, mình biết con gì nha, wow con thằng lằn các bạn ơi, thằng lằn có cánh các bạn ơi, con này là con khủng long nha bạn, yeah khủng long nha bạn, có cánh nha, đẹp lắm nha các bạn.chứ mà còn sạch không à, đẹp quá các bạn ơi, wow, bỏ vào hết rồi các bạn, đồ chơi hết rồi các bạn ơi, ê còn bàn tay mình gác không à, clip đến đây đã hết nha các bạn, wow, về đồ chơi các bạn ơiClip này đã hết nha, các bạn xem nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nha. Bye bye.